Quay cái clip mùa Covid cho vui. Theo phong trào bán xe mang về nha anh em. Này là bán xe mang về là không có ở lại ăn nha anh em. Không có ăn tại chỗ nha. Bán xe mang về. Covid. Rồi, anh em nhớ bảo vệ cho chính bản thân mình nha, đừng đi đâu nha. Lông nhông trong nhà giống như mình nè. Đó, cảm ơn anh em nhiều. Rồi, giờ mình ra mình sẽ tiếp tục test. Yeah. Sau bao lâu trà sơn thì em cũng đã lên chức rồi, trà nhìn cũng xanh nha. Không phải trà cũng xanh, không bỏ hộp nữa. diễn sâu quá. Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay với cái tiêu đề thì Minh sẽ làm clip để test rửa sơn cho anh em. Khi anh em muốn qua Minh rửa sơn đều có luôn nha. Đó. Và ở đây là rửa bằng dung dịch, không phải bằng axit nha anh em. Những cái mà tốt nhất cho xe là mình sẽ làm nha anh em. Như anh em thấy con 67 này đây, đó là một cái con xe sơn rất là dơ nè. Đó, mình đang quay thực tế rất là dơ luôn. Mình không có rửa xe, chỉ rửa sơn thôi. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng dung dịch của Mỹ. Rồi, em sẽ đi baby. Đó, rất là dơ nha anh em. Dung cho anh em coi, rất là dơ. Rồi, xịt đều cộng sơn. Đó, đều cộng sơn, đều hết luôn. Tại con này không có chống đứng nha anh em, nên phải xoay. 67 là không có ben chống đứng được. Đó, xịt đều cộng sơn. Test cho anh em thôi nha, rửa sơ thôi đó. Rồi, đó, anh em nhớ xịt đều cộng sơn nha. Đó. Rồi, sau khi mà mình xịt đều xong đó là mình để 5-10 phút. Rồi, ok rồi Bi. Em xịt cho mấy chỗ này nè Bi. Mấy cái đó, đúng rồi, cái dĩ nó hơi dơ. Rồi, ok. Đó. Rồi, ok rồi. Rồi, một lần mà mình sẽ vệ sinh sơn cho anh em như vậy là sẽ là 50-60k, từ 50k đến 60k nha. Ưu tiên cho anh em đã từng mua xe bên thôi. Tại bây giờ mình sử dụng dung dịch nhập á anh em. Đó, còn trà bình thường thì rửa xe một chiếc, mình chỉ rửa chơi thôi nha anh em, chứ mình không có kinh doanh dịch vụ rửa xe nha. Mình rửa cho anh em tới chơi rồi thôi, 50.000 chiếc thôi. Còn anh em muốn rửa sơn này sạch ơi, giống như sử dụng dung dịch vừa rồi đó, là 50.000 nữa. Đó, rồi. Xong, ngâm xíu đi, chút quay tiếp cho anh em xem. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy bàn chải với nước để mình chà. Đó. Anh em thấy chưa? Thấy cái gì chưa? Thấy cái gì nó rớt ra chưa? Đó. Em thấy chưa? Đó, quay cận cho anh em xem. Con này rất là dơ. Và cái dung dịch này là mình không có bán nha, tại vì số lượng của mình rất là ít. Mình nhập về rất là ít anh em. Nó không phải là như mấy cái trên mạng mà xịt axit vô rồi bay đâu. Cái này nó bằng dung dịch đó, giống như là keo vậy anh em. Nhưng mà nó chỉ bay được dầu nhớt thôi nha anh em. Thấy nước chưa? Ra đó. Đó, anh em thấy ra chưa? Đó, rớt từng cái đó. Mà cộng sơn này sét quá. Ừ, cộng sơn này nó sét lắm rồi. Sơn 67 này lâu rồi mà. Chút kêu anh thi mày tăng sơn lên luôn ấy. Sùng quá rồi. Rồi, xay bánh. Chà kỹ, chỉ cần lấy nước nữa thôi nha anh em. Nè, nước nè, anh em nhìn nè, từ từ nó dơ. Tại vì cái đó là cái dạng gel quá. Chứ anh em lấy nước thường là không, đó nó chảy nè, thấy không anh em, nó ra hết đó. Đó, anh em thấy không, nước nó chảy quá trời. Đó, càng chà là nó càng ra chất đen, anh em thấy không, càng chà là nó càng ra. Đó, càng chà là nó càng ra luôn, sền sền luôn anh em.
nên sơn của anh em đi lâu ngày mà không vệ sinh nó dơ lắm. Anh Thi, uống cà phê sữa không? Uống cái uống cà phê sữa là uống cà phê sữa đúng không? Vậy không có được rồi, cà phê sữa rồi thôi nha. Đó cho anh em coi, trà đã ra liên tục luôn, nên rửa thì cũng hơi lâu quá anh em. Đó rồi, ok anh em, giờ cho trà xíu đi. Cộng sên này nó quá lâu năm luôn anh em, càng trà nó càng ra gớm luôn, từ cà phê ra sữa thành cà phê đen. Càng trà nó càng ra nha anh em. Trà bao nhiêu đã ra bấy nhiêu á, tại cộng sên này quá lâu năm rồi đó. Nó vừa ra anh em thấy hai thứ không, là vừa là nhớ vừa là đất đó. Cộng sên lâu năm nó có khác đó, cái này muốn trà là phải lâu, như mấy cộng sên này là phải cực lắm. Mấy cộng sên mà dơ gì nè, mà đa số anh em mô tô là không để dơ giống gì đâu, tại con này con 67 mà xe này lâu lắm rồi chưa có trà gì luôn anh em đó. Càng trà càng ra, cái này là nước nha anh em, còn cái nãy là mình xịt dung dịch đó anh em. Rồi còn mình đổ xe, máy xe này mấy chục năm rồi, máy mình càng trà lại càng da anh ơi. Anh cũng thấy vậy á, nãy giờ nhỏ ngồi trà cả tiếng, càng trà nó càng ra anh em. Càng trà nó càng ra đó, cho thấy là cái hiệu quả nó rất là ok, tại xe rất là lâu rồi đó anh em thấy không. Cái cộng sên là nó hư luôn rồi, cộng sên này là nó muốn hư luôn rồi anh em, nó bám sát vô hết, càng trà càng ra. Cái này nói chung là em trà tới hết mùa dịch á, hết mùa dịch là cộng sên sẽ trắng luôn á đó. Đó anh em, càng trà càng ra. Nào bây giờ em cần đựng lên đây coi, anh xịt nè, anh xịt nước vô nó còn ra nhiều nè, dịnh nha cho anh em thấy nè, càng trà càng ra rồi. Ok, 2, 3, thấy chưa đó. Giờ trà tiếp ra tiếp. Thì cộng này á, nói luôn anh em là cộng này nó quá lâu năm rồi anh em, cho nên nó trà sẽ rất là lâu. Mình sẽ lấy cái ví dụ con này cho anh em dễ dễ hiểu nha. Còn muốn trà anh nhìn đây, sau bao lâu trà sơn thì em cũng đã lên chất rồi, trà nhìn cộng sơn nha. Đủ hết trà cộng sơn không mà bỏ bột không nổi. diễn sâu quá à. Cộng sơn nha. Đâu cũng tạm bổn á, mà cộng sơn này nó quá dơ rồi. Rồi trà vậy là ok rồi, rồi lên chức rồi đúng không? Dạ anh em, tôi xin gửi là nhắn là về bữa anh em mà có cộng sơn giống vậy á, anh em để nhà ông đi, được có quà đây tôi gửi nha. Lời nhắn đó anh em, cộng sơn quá dơ, sơn này là gọi là sơn lâu năm rồi, nhiều năm quá anh em đó, nên mình lấy ra mình thử cho anh em xem thì tẩy ra được vậy thôi đó, hết chất rồi đó anh em. Để bữa nào lấy mô tô ra quay cộng sên mới cho anh em xem. Sên mới nó sẽ không dơ đâu. Rửa sên mới. Rồi ok anh em. Nhà làm clip vui thôi nha anh em.